Chào mừng quý khách hàng đã trở lại kênh YouTube của Sàn Ô tô Việt Nam. Sàn Ô tô Việt Nam chúc quý khách hàng cuối tuần vui vẻ, tràn ngập niềm vui bên gia đình của mình. Và nhớ là chia sẻ bài và subscribe cho Sàn Ô tô Việt Nam để hai chị em có động lực để chào đón những chiếc xe mà Sàn Ô tô Việt Nam chào bán đến quý khách hàng để chuẩn bị đón xuân năm 2020. Sàn Ô tô hôm nay sẽ giới thiệu với quý khách hàng tổng thể mà Sàn Ô tô Việt Nam có những chiếc xe hiện tại và đang trên đường về. Quý khách hàng muốn biết thông tin chi tiết của những chiếc xe mà Sàn Ô tô Việt Nam chào bán thì chỉ cần nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi là 0917399798 hoặc 0985869999. Hãy đến 25 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để ta chạy thử những chiếc xe mà Sàn Ô tô Việt Nam chào bán quý khách hàng nhé. Biểu tượng này thì chưa bao giờ hết mất tại thị trường Việt Nam, đó là một chiếc xe mẹ GLK250 động cơ 2.0. Sản xuất 2014, xe đẹp, đăng kiểm đến giữa năm 2020 với hết hạn mà Sàn Ô tô Việt Nam chào bán giá là 995 triệu cho chiếc xe mẹ GLK màu độc lạ cực đẹp này. Quý khách nhớ đến Sàn Ô tô Việt Nam để ta chạy thử chiếc xe mẹ GLK này nhé. Quý khách muốn biết thông tin chi tiết thì chỉ cần vào website sanotovietnam.com để xem tổng thể của những chiếc xe. Tại vì hôm nay Sàn Ô tô Việt Nam giới thiệu quá nhiều xe nên không thể chi tiết từng con một được quý khách hàng nhé. Ta sẽ thử xem nào, một chiếc xe màu trắng này là xe nào mà nó lại đẹp đến như vậy. Wow, đó là một chiếc xe Orlando Chevrolet, sản xuất 2017, đăng ký 2018. Mà Sàn Ô tô Việt Nam chào bán giá chỉ có 565 triệu cho chiếc xe Orlando, khung gầm sexy của Mỹ, công nghệ Mỹ, 7 chỗ, dày dặn cực kỳ quý khách hàng này, quá đẹp cho chiếc xe Orlando này. Còn kia là một chiếc xe Honda CRV màu xanh, sản xuất 2015, động cơ 2.4, giá chào bán 795 triệu. Rất nhiều chiếc xe mà chuẩn bị tung ra chào bán. Đó là một chiếc xe Audi Q5, động cơ 2.0, sản xuất 2011, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2012. Biển kiểm soát cũng tương đối là đẹp, giá chào bán 880 triệu, giảm ngay 20 triệu cho quý khách hàng chuẩn bị đón xuân năm 2020 cho chiếc xe Audi Q5 này. Nếu ta bỏ ra trên tỷ và dưới tỷ, ta không biết chọn tầm tiền nào thì ta sẽ chọn con mẹ C300 Turbo tăng áp này, sản xuất 2016, động cơ 2.0. Đó là chiếc xe mẹ C300 AMG, biểu tượng của mẹ quá đẹp đúng không quý khách hàng. Camera 360, nâng hạ gầm, cảm biến trước sau, có rất nhiều tính năng khác mà tầm hơn tỷ không có được. Giá chào bán 1 tỷ 460 triệu cho chiếc xe mẹ, đăng kiểm đến năm 2021 mới hết hạn đăng kiểm. Km thì đi chỉ có hơn 4 vạn thôi, xe rất đẹp, rất chất. Sàn Ô tô Việt Nam cam kết với quý khách hàng một điều trên văn bản: những chiếc xe chào bán tại sàn không đâm, không ngập nước, không gây tai nạn giao thông, không tranh chấp, không phạt nguội. Nếu phát hiện đâm ngập nước tại sàn bán ra, Sàn Ô tô Việt Nam cam kết với quý khách hàng trong Hà Nội nhận lấy xe, trả lại tiền, tặng 100 triệu. Còn quý khách hàng ở tỉnh lân cận mất thời gian đến đây, nhận lấy xe, trả lại tiền, tặng 200 triệu tại sàn bán xe ra đâm và ngập nước. Cam kết có trên văn bản quý khách hàng nhé. Nhận lại xe sau một cuộc điện thoại quý khách hàng phản ánh tại sàn bán xe ra đâm và ngập nước. Và đây là một chiếc xe mùi trần cực đẹp, đầy sang trọng, lịch lãm. Năm 2010 chủ phải bỏ ra đến hơn 2 tỷ đồng mới có một chiếc xe BMW mùi trần này. Mà Sàn Ô tô Việt Nam chào bán giá chỉ có, quý khách hàng biết bao nhiêu tiền không? 980 triệu, giảm 10 triệu đi rồi, còn 970 triệu cho chiếc xe BMW mùi trần đầy lịch lãm. Nếu bạn nào mà mua về mà đi làm xe hoa cô dâu chú rể thì chỉ cần 2 năm thôi ta đã lấy lại chiếc xe BMW mùi trần này rồi. Anh có thể vào trong này xem xe nhà em, rất nhiều xe anh vào trong nhà xem đi. Còn đây là một chiếc xe BMW 750i năm 2013, giới báo chí và giới truyền thông viết tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho một chiếc xe BMW của cô Trần Thị Ngọc Trinh nội y này. Chiếc BMW này là sản xuất 2009, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2010, nhưng 2013 mới đến cô Trần Thị Ngọc Trinh. Tại vì lúc này nó rất đắt, cô Trần Thị Ngọc Trinh không có tiền để mua. Mà hiện tại Sàn Ô tô Việt Nam chào bán giá 1 tỷ 150 triệu cho chiếc xe BMW 750i này. Xe đẹp, máy chất, nội thất thì nguyên bản.
Biểu tượng của quả thận của BMW thì chưa bao giờ hết mốt tại thị trường Việt Nam. Rất nhiều giới chơi xe tín nhiệm và thích thú cho chiếc xe BMW này. Giá chào bán là 445 triệu, giảm 10 triệu còn 435 triệu cho chiếc xe Kia Rio này quý khách hàng nhé. Chúng ta sẽ lùi vào bên trong nào để kiểm tra xem là sàn ô tô Việt Nam có bao nhiêu chiếc xe mà hiện tại đang tung ra chào bán. Hai chiếc xe gần bằng tiền nhau, nhưng mà ta không biết ta chọn cái nào đúng không? Nếu ta đi trên đồi núi ta chọn con gầm cao, nếu ta chạy yểu điệu ở các thành phố ta chọn con này đúng không quý khách hàng? Thì tôi sẽ giới thiệu luôn con này. Đây là một chiếc xe Hyundai Venator động cơ 1.6 số tự động, sản xuất 2011, đăng ký tháng 12 năm 2011. Đặc điểm của con Venator này đẹp ở đâu quý khách hàng nhé? Xe chính chủ biển kiểm soát Hà Nội, một chủ từ đầu đẹp nhất ở bộ la răng cho một chiếc xe Hyundai Venator. Mà nội thất bên trong mà mở ra thì chắc hẳn nhiều phái nữ và trầm trồ cho một chiếc xe Hyundai Venator này. Giá chỉ có 475 triệu, giảm 10 triệu còn 465 triệu cho chiếc xe Hyundai Venator cực đẹp này. Ta chỉ nhìn ngoài thôi mà đã thấy nội thất bên trong quá đẹp rồi đúng không quý khách hàng? Còn đây là một chiếc xe Ford Ranger gầm cao máy thoáng chân dài miên man. Đó là Ford Ranger sản xuất 2015, số sàn giá 465 triệu, giảm 10 triệu, 455 triệu cho chiếc Ford Ranger này. Nội thất nguyên bản, xe chạy hơn 4 vạn, xe đẹp, đăng kiểm dài hạn đến giữa năm 2020 mới hết hạn đăng kiểm quý khách hàng nhé. Ta sẽ giật lùi vào đây nào. Giật lùi vào đây thì sẽ đứng ở đây luôn. Hai chiếc xe này đã có chủ yêu rồi. Đó là một chiếc xe Honda City và một chiếc xe Fortuner 2013 đã có người yêu. Quý khách hàng muốn tìm hai chiếc xe này thì chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi thì sẽ có những chiếc xe cực đẹp chào bán cho quý khách hàng. Còn ngay lúc này thì sàn ô tô Việt Nam sẽ giới thiệu với quý khách hàng hai chiếc xe. Đó là một chiếc xe BMW X5 động cơ 3.0 sản xuất 2007, đăng ký 2008 mà sàn ô tô Việt Nam chào bán giá 565 triệu, giảm 15 triệu còn 550 triệu cho chiếc xe này. Còn đây là chiếc gì mà lại hầm hố mặt trước giống Bentley như vậy? Biểu tượng thì của Chevrolet, thì đó là Chevrolet Cruze sản xuất 2014, giá chào bán 445 triệu. Sản xuất 2014 quý khách hàng nhé. Động cơ 1.4. Tất cả những chiếc xe chào bán tại sàn đều có bảo hành cho quý khách hàng, nên quý khách hàng yên tâm một điều, nó là như vậy. Còn em Kia Coupe và em này cũng có người yêu rồi quý khách hàng nhé. Nhưng quý khách hàng nào mà cần đến nó thì sàn ô tô Việt Nam luôn đáp ứng đủ nhu cầu cho quý khách hàng. Sàn ô tô Việt Nam cuối năm rất nhiều xe về. Sàn ô tô Việt Nam đang về chiếc Chevrolet Avel động cơ 1.5 số tự động sản xuất 2017, giá chào bán tại sàn 365 triệu cho chiếc xe Chevrolet Avel màu trắng. Còn đây là một chiếc xe hầm hố gì mà đẹp đến như vậy, màu lại độc lạ nữa quý khách hàng. Đó là một chiếc xe Audi Q7 động cơ 3.0 sản xuất 2011, giá mà sàn ô tô Việt Nam chào bán giá là 1 tỷ 180 triệu cho chiếc xe Audi Q7 này. Form 2014, xe cực đẹp, máy cực chất, nội thất thì zin bản, có cam kết đến tận tay quý khách hàng. Còn đây thì là một chiếc xe gì màu đen mà lại lịch lãm sang trọng đến như vậy? Đó là một chiếc xe BMW 320i, động cơ 2.0, sản xuất 2010, xe chính chủ, biển kiểm soát Hà Nội. Giá mà sàn ô tô Việt Nam chào bán giá là 505 triệu, giảm 10 triệu, còn 495 triệu cho chiếc xe BMW này quý khách hàng nhé. Còn đây là một chiếc xe Focus sản xuất 2012, số tự động mà sàn ô tô Việt Nam chào bán giá là 375 triệu, xe cực đẹp quý khách hàng nhé. Nhưng mà nhiều xe quá, ta dồn vào trong ngoặc vậy thôi, còn xe sàn ô tô Việt Nam bán xe ra không đầm không gập nước. Còn đây là chiếc xe Cruze Chevrolet số sàn sản xuất 2017, giá chào bán 435 triệu cho chiếc xe Cruze Chevrolet số sàn này quý khách hàng nhé. Sàn ô tô Việt Nam có rất nhiều các dòng xe mà đang chào bán và đang trên đường về. Honda City Top này, Fortuner máy dầu sản xuất 2018 này, rồi thì Hyundai Accent này, Venator này, rồi thì Hyundai Santa Fe sản xuất 2016, giá chào bán là 975 triệu cho chiếc xe Hyundai Santa Fe. Màu nâu cực đẹp quý khách hàng nhá, màu vàng cát cũng có. Còn có một chiếc xe cực rẻ quý khách hàng biết không, đó là Captiva Chevrolet 7 chỗ sản xuất 2009, form 2010, giá chào bán 295 triệu. Chúng ta cùng ra thử xem chiếc xe nó nằm ở đâu nào.
đó là chiếc xe Captiva Chevrolet này quý khách hàng này. Chiếc xe Captiva Chevrolet, động cơ 2.4, máy xăng số tự động, 7 chỗ gầm cao, máy thoáng. Mà giá sàn ô tô Việt Nam chào bán giá chỉ có 295 triệu. Bạn nào thực sự yêu quý em nó thì giảm luôn 10 triệu còn 285 triệu. Tại vì sàn ô tô Việt Nam đưa những cái giá ra là ít khi nói thách quý khách hàng nhé. Sàn ô tô Việt Nam có rất rất nhiều các dòng xe để chào bán đến quý khách hàng. Sàn ô tô Việt Nam không biết nói gì hơn, chúc quý khách hàng cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhà mình để chạy đến sàn ô tô Việt Nam để chạy thử những chiếc xe chào bán đó quý khách hàng ạ. Chạy thử đã nhá, chưa cần mua vội. Tại vì ta mua xe ta phải tham khảo xem đã, xem nơi nào uy tín thì ta mới mua xe quý khách hàng nhé. Nhưng sàn ô tô Việt Nam cam kết với quý khách hàng một điều rằng là xe không đâm, không ngập nước, không gây tai nạn giao thông. Nếu phát hiện đâm ngập nước tại sàn, nhất định sàn ô tô Việt Nam sẽ nhận lại xe và trả lại tiền cho quý khách hàng nếu phát hiện tại sàn bán xe ra đâm và ngập nước. Cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã luôn sát cánh đồng hành cùng sàn ô tô Việt Nam, luôn chia sẻ bài và đăng ký kênh cho hai chị em có động lực. Một lần nữa, sàn ô tô Việt Nam xin cảm ơn chân thành đến quý khách hàng cả nước. Chúc quý khách hàng một tuần mới sắp tới vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.